Vào tối ngày 20 tháng 2 năm 2019 vừa qua, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình Thế giới đã có buổi gặp mặt đầu năm trong không khí vui vẻ đầy hứng khởi. Tại đây, các thí sinh đã được ban tổ chức phổ biến cụ thể cũng như giải đáp các thắc mắc về nội dung trong suốt quá trình thi và chuyến đi sang Thái Lan đối với các thí sinh được vào vòng chung kết. Sau ngày học hôm nay thì ban tổ chức sẽ tiếp tục chuẩn bị các vòng bán kết và chung kết. Ban tổ chức sẽ cố gắng để chuẩn bị thật là kỹ lưỡng và chuyên nghiệp, tạo lên cái độ hoành tráng của cuộc thi. Cái quá trình trong cuộc thi thì có nhiều vất vả, có nhiều cái vấn đề, nhưng mà mong rằng các thí sinh hãy cố gắng để mình vượt qua và sẽ tỏa sáng trong đêm chung kết. Năm nay thì thí sinh của cuộc thi sẽ là một điều thú vị và bất ngờ đối với khán giả. Có mặt tại buổi họp mặt, ngoài trưởng ban tổ chức Hoa Khôi Bảo Ngọc, các giám khảo nòng cốt thì còn có ca sĩ Lâm Hùng, diễn viên Lý Hùng và một số khách mời đặc biệt. Các giám khảo đã có những chia sẻ về kinh nghiệm của mình rất hữu ích cho các thí sinh, đồng thời nhấn mạnh các yếu tố lựa chọn nên một Hoa hậu Doanh nhân. Hôm nay Lý rất là vui được đến cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình Thế giới. Lý Hùng được mời làm ban giám khảo, thì Lý Hùng có thể chia sẻ là vì Lý Hùng đã từng làm ban giám khảo rất nhiều, nhưng mà hôm nay thì chấm thi Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình Thế giới thì nó lại là một cái cuộc chơi khác. Đây là những doanh nhân khi họ thành đạt, trong cuộc sống trên thương trường thì họ muốn bày tỏ những cái niềm mơ ước của mình tại sân khấu. Thì tôi nghĩ rằng cái tiêu chí mà để làm ban giám khảo cho cái chương trình này cũng rất đơn giản và cũng rất là khó. Thì ở đây không phải là tiêu chí để chấm nhờ đẹp mà chấm chỗ trí tuệ, và Lý Hùng nghĩ rằng đây là một cuộc chấm thi cũng rất là thú vị. Là cũng cố gắng làm sao cái người đoạt giải Hoa hậu cũng là đạt được cái tiêu chuẩn mà khi ban tổ chức đưa ra. Xin chào tất cả mọi người. Dạ, cái cuộc thi này thì em thấy là nó rất có ý nghĩa và các doanh nhân khi mà nó kết nối mọi người với nhau và mọi người được mở rộng một con hệ thống có thể hỗ trợ nó và mọi người có cơ hội giao lưu học hỏi rất là nhiều. Em rất là cảm ơn ban tổ chức vì đã tổ chức một cuộc thi rất là bổ ích này. Kết thúc buổi họp mặt, các thí sinh sẽ bắt đầu tham gia các hoạt động và luyện tập để có thể xuất hiện một cách tự tin nhất. Với mong muốn tạo sân chơi và kết nối các doanh nhân trong và ngoài nước lại với nhau, mong rằng mùa đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình Thế giới sẽ diễn ra tốt đẹp.